little do so sanko kamatutang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho Đại Đức Pháp Trang để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo. Và con kính dâng mít cho sư. Phavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa potanu phave nasada sati phavantu te phavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa thammam nu phave nasada sati phavantu te phavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa sangham nô pha vệ na sa đa so ti pha văn tu te tai a ta la tha su ke ta ra na ha po ta sa sa ni a ro ram su ke ta ho hi sa ha sa pe hi nhà ti phi ta cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hậu chỉ đến người do nhờ vai đức của chư Phật do nhờ vai đức của giáo pháp do nhờ hoài đơn của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích được an vui được sự thăng hoa trong đường Phật đạo cầu xin cho thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn sa thù sa thù lành thai chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy thủ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cú sa la căm măng cặp tắp bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi no a ti dê cha sát ta a san nhi no ca tăng bu nha pha lăng mây hàng sắp bê pha ri pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng Bồn nhã phá lạng ma già về chế tác ca. Nát trà nằm tí đề hoa gành tòa ni quê đã dùng. Sắp bề lô cầm hi về sát ta chi hoàng ta. Ra hệ tu ca ma nôn nhằn. Phổ chá năng sắp bề la phàm tu ma ma chê. Ta xa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành. Do nên đều là phước báo vững bền. Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cũng là. Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng thỉnh hậu mặt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay cặp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý uống dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bảo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc của con đã quá vãng rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Ý đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện là mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.
Y đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu. Dạ con kính cảm ơn Đại Đức Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Con kính dâng mít cho Ngài Trí Đức để Ngài bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư Việt Nam chư nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 409. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hề Si Á Ra Hằng Tất Thà Gá Tô Lô Cô Tạm Mô Sốc Bá Gá Rô Hí Chê Thác Bồ Lô Cá Sá Sá Thà Chá Lá Đầm Mắc Bồ Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tần Ná Ra Pù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Từ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sa Pa Nhu Bồ Tháp Pa Ti Phụ Ti Sanh Nhã Tô Văn Đà Ma Hành Tăng Na Ra Pù. Cha này giác cần pháp bảo vi ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh. Phá tan làm đặc dũng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quan đáng cho công chung nhân gian cúng dường sân khô quý số thô số vê tá sa sa quá cô sê kha chú ta mô quá ra thầm bá sê kha cô nìn đà bá sân sa đi a na đá rô quá rô hoành đà bá hành tần đá ra phù cha này giác cần Tâm bảo thiên luân Phật Đà, tâm học mong rõ, để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế giá tê chê, ná sê khà mê ê, tu quá, thà năng tá xà vi à, nú phà quê, ná sá hạ xà dê. Ná sê chà tú, cầu xin tâm bảo uy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô Bụt Thầy Dạ phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong bây giờ chúng ta bước vào và học ngày hôm nay câu Phật ngôn 409 quý vị thấy bài có rõ không ạ âm thanh có vừa phải không nên là nghe không được câu đầu tiên vô thắc đi khăn quá rát sân hòa vô thắc đi khăn quá rát sân hòa vô thắc đi khăn quá rát sân hòa câu số hai Án nùm thù lăng su pha su phăng Án nùm thù lăng su pha su phăng Án nùm thù lăng su pha su phăng Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha Yô tha đi khăn quá rát sân hòa á nùm thù lăng su pha su phăng Yô tha đi khăn quá Yô tha đi khăn quá rát sân hòa á nùm thù lăng su pha su phăng Yô tha đi khăn quá rát sân hòa á nùm thù lăng Su pha su phăng câu số 3 và câu số 4
lô kê a đình năng na đi dạ tí lô kê a đình năng na đi dạ tí lô kê a đình năng na đi dạ tí và câu bốn ta mặt hằng phù mỹ trầm mặt năng lô kê a đình năng na đi gia ti tâm a hằng phù mỹ trầm mặt năng lô kê a đình năng na đi gia ti tâm a hằng phù mỹ trầm mặt năng lô kê a đình năng na đi gia ti tâm a hằng phù mỹ trầm mặt năng quý vị nhớ câu 3 và câu 4. Cuối câu 3 là 3 đoạn âm và đầu câu 4 là 2 đoạn âm. Cho nên ở chỗ này quý vị phải đọc nhanh một tí ha. Lô kê a đình năng na đi ya ti ta ma hằng phù mi trầm mát năng lô kê a đình năng na đi ya ti ta ma hằng phù mi trầm mát năng. Quý vị nghe rõ ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 409. Vô thát đi sằng qua ra sằng qua á nùm thù năng xuất qua xuất phân lô kê á đình năng na đi giá tí tâm á hằng phù mi trầm mát năng. Vô thát đi khăn quá ra sằng qua á nùm thù năng xuất qua xuất phân lô kê á đình năng na đi giá tí tâm á hằng phù mi trầm mát năng. Đọc lại vô thát đi khăn quá ra sằng qua á nùm thù lần xu phà xu phần lô kê á đình năng na đi gia ti ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai vô thát đi khăn quá ra sằng qua á nùm thù lần xu phà xu phần lô kê a đình năng na đi gia ti tam hằng phù mi trầm mát năng. Vô thát đi khăn quá ra sằng qua a nùm thù lần su phà su phần lô kê a đình năng na đi gia ti tam hằng phù mi trầm mát năng. Lần thứ ba vô thát đi khăn quá ra sằng qua á nùm thù lần xúc phà xúc phần lô kê á đình năng na đi gia ti tha ma hằng phù mi trầm mát năng. Rồi đó là giọng kinh ha, có hai cách đọc. Một cách chúng ta đọc nguyên bài, cách thứ hai chúng ta chia làm hai ha. Nhưng mà cái cách chia làm hai thì tương đối dễ đọc hơn. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu. Bây giờ qua giọng kệ một câu tám từ thì chúng ta cũng chia ra ha, bốn bốn ha. Nhớ cái trường hợp này bốn bốn, nhưng mà kệ thì quý vị quan hệ phải đọc một lần hai câu, đừng có đọc từng câu một ha. Vô tha đi không qua ra sang qua à, nông thu lăng su pha su phận lô kê a đến năng na đi ya ti ta ma hăng pru mi pram ma năng vô tha đi khăn qua ra sang qua à, nông thu lăng su pha su phận lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng pru mi pram ma năng. Lần thứ ba vô tha đi khăn qua ra sang qua à, nông thu lăng su pha su phận lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng pru mi pram ma năng.
ở đời Phật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho, không lấy, ta gọi Bà La Môn. Rồi bây giờ mời Siết Mê Ta. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 409. Yo tha đi khang qua rát sang qua anum thù lăng su pha su phăng lô kê a đình năng na đi ya ti ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm rát trường âm nhấn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, á đoạn âm num trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm pha trường âm thông thường, xú đoạn âm phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô tha đi khăn quá rát sang qua a nâm thù lăng su pha su phăng. Phân tích câu 3 và câu 4. Lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đí giá tí ba đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yo tha đi khăn qua rát sang qua a nâm thù lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Yo tha đi khăn qua rát sang qua a nâm thù lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Vô tha đi khăn quả rạch sang qua a nâm thu lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng bru mi brahm ma năng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót xin Ngài và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Ôi trời ơi, hôm nay sư cho bông hoa rồi đó nghe. Bữa nay là sư khỏe nha. Đọc cẩn thận nha, không cẩn thận là chết chắc. Mỗi lần con nói cái gì con cứ nghĩ sư nghĩ cái gì rồi. Thôi con trả bài. Con bữa nay xin trả bài kinh Pháp Cú câu 409. Lặt lê cho bình sữa hay làm gì trời, ly sữa hay gì vậy, tôi đâu có uống sữa đâu.
Thôi nha, trả bài cho rồi để đi xuống làm công chuyện nữa. Kinh Pháp Cú câu 409. Yo tha đi khăn quá rác sang qua anum thù lằng su bà su phằng lô kề a đình nàng nà đi giá tí ta ma hằng rồ mi rằm ma nàng. Uống thông giọng hả? Giờ mới uống xong. Bởi thích con người thích uống nước, uống nước nên đã uống trước rồi. Cảm ơn nha. Nhưng mà sau cũng uống thêm nữa. Yo tha đi khăn quá rác sang qua anum thù lằng su bà su phằng lô kề a đình nàng nà đi giá tí ta ma hằng rồ mi rằm ma nàng. Phân tích câu 1 câu 2. Lật lề, lạc ăn lờ này vui vẻ chứ ha. Cười nhe răng đi. Phân tích câu 1 câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm. Đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, grass trường âm nhắn. Săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua trường âm thông thường. Á đoạn âm, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuống đoạn âm, pha trường âm thông thường, xuống đoạn âm, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô tha đi khăn quá rắc sang qua anum thù lằng su bà su phằng lô kề a đình nàng nà đi giá tí ta ma hằng rồ ni rầm ma nàng. Lô kề hai trường âm thông thường, á đoạn âm, đình trường âm nhắn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đí giá tí chứ không phải rí giá tí nha sư, đí giá tí. Ba đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rầm trường âm nhắn, má đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. Nói gì ta? Ca kệ. Dạ hết. Lô kê á đình năng nà đi giá tí ta ma hằng rô mi rầm ma năng. Vô tha đi khăn quá rác sang qua anum thù lăng. Su ba phăng lô kê á đình năng nà đi giá tí ta ma hằng rô mi rầm ma năng. Mệt ra. Đọc lại một lần để cho chắc ăn. Yo tha đi khăn quá rắc sang qua anum thù lăng su ba su phăng lô kê a đình năng nà đi giá tí ta ma hằng rô mi rầm ma năng. Yo tha đi khăn quá rắc sang qua anum thù lăng su ba su phăng lô kê a đình năng nà đi giá tí ta ma hằng rô mi rầm ma năng. Chưa đọc xong đã cho ba cái bông hoa này. Chắc ok hả? Thôi, kệ một lần nữa đi. Vô tha đi khăn qua rắc sang qua a num thu lăng su ba su phang lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng lu mi ram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho, không lấy, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bữa nay sư khỏe rồi nghe quý vị. Sư bữa nay con mắc đi chợ về, sư con còn đi công chuyện nữa. Con vô hơi trễ một chút nghe sư. Thành ra không có chuyện gì nói hết trơn. Bây giờ mệt quá rồi, đi làm công chuyện khác. Dạ mời quý vị kế tiếp nghe. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nghe. Ba. Dạ alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn 409. Yo tha đi khang qua ra sang qua a nung thù lăng su phà su phàng lô kê a đình năng nà đi gia ti ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Vô
là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ras là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo tha di khang qua ra sang qua anung thu lăng su pha su phăng. Câu 3 và câu 4. Lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, đí, giá, tí là ba đoạn âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê a din năng na di ja ti ta ma hằng pro mi pram ma năng. Con xin đọc lại ạ. Yo tha di khang qua ra sang qua a nung thu lăng su pha su phang. Lô kê a din năng na di ja ti ta ma hằng pro mi pram ma năng. Yo tha di khang qua ra sang qua anung thu lăng su pha su phang. Lô kê a din năng na di ja ti ta ma hằng pro mi pram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Yo tha di khang qua ra sang qua anung thu lăng su pha su phang. Lô kê a din năng na di ja ti ta ma hang pro mi pram ma năng. Yo tha di khang qua ra sang qua anung thu lăng su pha su phang. Lô kê a din năng na di ja ti ta ma hang pro mi pram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 409. Yo tha di khang qua rát sang qua anun thu lăng su pha su phang. Lô kê a đinh năng na di ja ti ta ma hang vô mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, thá đoạn âm, đi trường âm thông thường, khang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, á đoạn âm, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, xú đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo tha di khang qua rát sang qua a nun thu lăng su pha su phăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đí, giá, tí, ba đoạn âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pu, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, pram, trường âm nhấn, má, đoạn âm, năng,
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Lô kê a đinh năng na di sa ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 409. Yo tha di khang qua rát sang qua a nun ku lăng su pha su phăng. Lô kê a đinh năng na di sa ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Yo tha di khang qua rát sang qua a nun thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đinh năng na di ya ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 409 ạ. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đin năng na na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đin năng na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Yo trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường ạ. Á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Lô chát lô tha đi khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Con đọc câu 3, câu 4 và phân tích ạ. Lô kê a đin năng na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, đí chá tí là ba đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đin năng na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Dạ con xin kể. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đin năng na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Yo tha di khang qua rát sang qua a nùm thu lăng su pha su phăng. Lô kê a đin năng na di gia ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong, con xin xuống mic nếu con sai, con kính sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin mời kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ.
lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Yo tha di khang wa ra sang wa a mun thu lang su pa su pang lo ke a din nang na di ya ti ta ma hang bum ni bam ma nang. Con phân tích câu 1 và 2. Yo tha di khang wa ra sang wa a mun thu lang su pa su pang. Yo trường âm thông thường thá đoạn âm, đi trường âm thông thường khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường á đoạn âm, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm pha trường âm thông thường, xú đoạn âm phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo tha di khang wa ra sang wa a nun thu lang su pa su pang. Câu 3 và 4. Lo ke a din nang na di ya ti ta ma hang gum mi bram ma nang. Lo ke hai trường âm thông thường á đọc âm, din trường âm nhấn, nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na na trường âm thông thường, di ya ti ta ma là năm đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pu trường âm thông thường mí đoạn âm, râm trường âm nhẫn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê a di năng na di ya ti ta ma hằng pu mí râm ma năng. Yo tha di khang wa ra sang wa a nun thu lang su pa su pang. Lô kê a di năng na di ya ti ta ma hằng pu mí râm ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho thấy, ta gọi là Bà La Môn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kể. Yo tha di khang wa ra sang wa an thu lang su pa su pang. Lo ke a di nang na di ya ti ta ma hang bum mi bam ma nang. Dạ, con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời cô Lạc Lê. Cảm ơn Tina. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, dạ nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa, con kính đảnh lễ sư Pháp Trăng, con kính đảnh lễ chư đức tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu kệ số 409. Yo tha di khang wa ra sang wa a nun thu lang su pha su phang lo ke a di nang na di ya ti ta tamahang rumi brahmanang. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Dạ đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin dịch câu 1 và câu 2. Yo tha di khang wa ra sang wa a nun thu lang su pha su phang. Dạ chữ vô là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ đi là trường âm thông thường, chữ hăng găng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm, chữ rắc là trường âm nhấn, chữ xăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ qua là trường âm thông thường. Và câu 2, chữ á là đoạn âm, chữ nung là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ thu là trường âm thông thường, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu 3 và câu 4. Lô kê a di năng na di ya ti tam ma hằng pru mi ram ma năng. Dạ, chữ lô là trường âm thông thường, chữ khê là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm,
Chữ đinh là trường âm nhấn, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ha là trường âm thông thường, chữ đi là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và chữ câu 4 là chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ pru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ pram là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong rồi. Dạ cho con xin đọc kệ luôn ạ. Yo tha đi găng qua rạch sang quang anu thu lăng su pa su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng ru pi ri ram ma năng yo tha đi găng qua rạch sang quang anu thu lăng su pa su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng ru mi pram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà La Môn. Và con đã đọc xong cái câu kệ số 409. Và bạch ngài, con có sai chữ nào thì ngài hoan hỷ cho con sửa giùm con ạ. Con xin xuống mic nhường lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính cái đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Sát Trang, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và quý bà quý tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 409. Dù tha đi hàng qua rát sang qua a nung thu lăng su pha su phăng lô kê a đi năng nhà na đi ra ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dù tha đi hằng qua rát sang qua a nung thu lăng su pha su phăng. Rô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo đoạn nguyên âm, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Lô kê a đi năng na đi ra ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, đí rá tí tá má là bốn đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Dù tha đi hằng qua rát sang qua a nung thu lăng su pha su phăng lô kê a đi năng na đi ra ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Rô tha đi hằng qua rát sang qua a nung thu lăng su pha su phăng lô kê a đi năng na đi ra ti ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà La Môn. Dạ con đã đọc bài xong, con xin cảm ơn huynh Giang Nhật Hà. Con sai thì mong ngài và đạo tràng chỉ cho con. Cảm ơn huynh Giang Nhật Hà đã bắt bài. Dạ con xin xuống mic ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu về âm thanh ạ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 409. Yo tha di khang wa ka sang wa anum thu lang su pha su phang. Lo kê a điền nàng nà di yá tí tá ma hằng phù mi quầm ma nàng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo tha di khang wa ka sang wa anum thu lang su pha su phang. Yo là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, di là trường âm thông thường, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, ras trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, á đoạn âm, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, xú đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo tha di khang wa ka sang wa anum thu lang su pha su phăng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Lo kê a di nang na di yat ti ta ma hằng phù mi quầm ma nang. Lo kê là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, di trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, bí giá tí ba đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vuông là trường âm thông thường, mí đoạn âm, quầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê á đi năng na đi giá tí tá má hằng phù mí quầm má năng. Dạ, con xin đọc lại câu 409. Yo tha di khang wa ka sang wa anum thu lang su pha su phang lo kê a di nang na di ya ti ta ma hằng phù mi quầm ma nang. Yo tha di khang wa ka sang wa anum thu lang su pha su phang lo kê a di nang na di ya ti ta ma hằng phù mi quầm ma nang. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Yo tha di khang wa sang wa anum thu lang su pha su phang lo ke a di nang na di ya te ta ma hang phu mi tam ma nang. Yo tha di khang wa sang wa anum thu lang su pha su phang lô kê a di nang na di a tê ta ma hăng phu mi tâm ma nang. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu phàm không cho không lấy ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc con và kể xong. Dạ, có gì sai nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa giùm con, nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Trí Đức. Con xin kính chào quý chư cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 409. Yo tha di khang wa ra sang wa anum thù lằng su phà su phằng lô kệ a đình nằng nà đi giác tí nà đi giác tí ta ma hằng rù mi bram ma nằng. Dù dù tha đi gần quá rát sằng quà a nùng thù lằng su phà su phằng dù trường âm thông thường thá đoạn âm đi trường âm thông thường khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm ras trường âm nhấn sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm qua trường âm thông thường á đoạn âm nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm thu trường âm thông thường lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm pha trường âm thông thường xú đoạn âm phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm
Yo tha đi khang qua rát sang qua nùng thù lặng su pha su phần. Lô kê a đìm năng na đi ya ti ta ma hằng pru mi pram ma năng. Lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, đin trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đi giá tí tá má là năm đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu này. Lô kê a đìn năng na đi ya ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Yô tha đi khăn quá ra sang quá a nùng thù lăng su pha su phăng. Lô kê a đìn năng na đi ya ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Yô tha đi khăn quá sang quá. Yô tha đi khăn qua rát sang qua a nùng thù lăng su pha su phăng. Lô kê a đìn năng na đi ya ti ta ma hằng ru mi pram ma năng. Con xin kể câu này. Yô tha đi khăn qua rát sang qua a nùng thù lăng su pha su phăng. Lô kê a đi nắng na đi ya ti ta ma hăng phru mi râm ma nặng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Ngài Pháp Trang, quý bà và quý cô tôn nữ, tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 409. Yô tha đi khăn quá ra sẵn và an nùm thù lăng su pha su phăng. Lô kê át đi năng na đi át đi ta ma hằng pru mi pra ma năng. Con xin đọc lại. Yô tha đi khăn quá ra sang và an nùm thù lăng su pha su phăng. Lô kê át đinh năng na đi át đi ta ma hằng pru mi pra ma năng. Con xin đọc hai câu đầu và phân tách. Yô tha đi khăn qua ra sang hoa. Yô là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, đi thẳng. Đi khăng, đi là trường âm thông thường, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát sang và rát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là trường âm thông thường. Anum tha lăng su pha su phăng. Anum á là đoạn âm, num là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu lăng, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, su là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc câu số 3 và 4 và phân tách. Lô kê át đình năng na đi át ti ta ma hằng pru mi pra ma năng. Lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, đình là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Na di áp ti, na là trường âm thông thường, di áp ti là ba đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm nhấn, pru là trường âm thông thường, pri là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin kể. Yo tha di hăng và ra sang và anum thu lăng su pha su phang lo ke a ding nang na di a ti ta ma hăng pru mi pha ma nang. Đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp xấu, phàm không cho, không lấy, ấy là Bà La Môn. Dạ con xin hết ạ. Và con xin quý sư và toàn thể đạo tràng chữa cho con nếu mà con đã có đọc sai ạ. Con xin kính chào đạo tràng và xin quý vị khác ạ. Dạ xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh của con. Dạ cảm ơn. À, con xin kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và xin kính chào các anh chị em trong lớp. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 409. Yô tha đi khăn quá rách sang quá nung thu lăng su pha su phần lô kê á định năng nà đi yá tí ta má hàng phụ mi rầm má năng. Yô tha đi khăn quá rách sang quá. Chữ vô là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ đi là trường âm thông thường, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vá là đoạn âm, chữ rát là trường âm nhấn, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ va là trường âm thông thường. Á nung thu lăng xúc pha xúc phăng, chữ á là đoạn âm, chữ nung là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ thu là trường âm thông thường, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Âm, chữ xú là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Vô tha đi khăn quá rắp sang quá thu lăng xú pha xú phăng. Câu 3 và câu 4. Lô kê á năng ná đi yá ti ta má hàng phù mi rầm má năng. Chữ lô là trường âm thông thường, chữ kê là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ đinh là trường âm nhấn, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ đí là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, tá má hằng phù mi đầm má năng, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ pru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 3 và câu 4. Lô kê á đinh năng nà đi yá tí tá má hàng phù mi râm má năng. Đọc lại nguyên bài. Yô tha đi khăn quá rách sang quá nung thu lăng su pha su phăng. Lô kê á đinh năng nà đi yá tí tá má hàng phù mi râm má năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phẩm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. À, dạ con hôm nay cho con xin kệ thử. Vô tha đi khăn quà rách sang quà nung thu lăng su pha su phăng lô kê a rin na đi ya ti ta mang phu mì rắm ma năng. Dạ con có sai chỗ nào xin quý vị trong lớp sửa giùm con xuống mít. Dạ cho con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, quý anh chị, quý cô trong lớp. Dạ, cho con đọc Pháp Cú, kinh Pháp Cú là 409.
Yo tha đi khang Vá ra sành và e nùm Thù lành su phà su phành Lô kề a đình nành Nà đi ya tí tá ma hành Rù mi lầm ma nành Yô tha đi khang vá ra sành Và e nùm thù lành Su phà su phành Lô kề a đình nành Nà gia tí ta ma hành rù mi rầm ma nành. Ở đời vật giảnh, ở lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Dạ, con đọc, con không có biết phân tích âm. Con đọc không biết có sai. Quý sư với quý cô chỉnh sửa giùm con. Dạ, con xin xuống mic. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 409 ạ. Yo tha đi khang vát rát sang và an thù lăng su pha su phăng lô kê a đình năng na đi giá tí ta ma hằng ru mi râm Yo tha đi khang vát rát sang và an thù lăng su pha su phăng Vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường. Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá rá, vá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Va là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô thá đi khăn vá rát sằng và an thù lăng sú pha sú phân lô kê á đình năng na đi giá tí tá ma hằng rù mí rầm má năng Lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, đí, giá, tí, tá, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm. Râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê á đình năng na đi giá tí tá ma hằng rù mi râm má năng. Dô khá đi gần vá rát sằng và á lùm thù lăng su phà su phăng. Lô kê á đình năng na đi giá tí tá ma hằng rù mi râm má năng. Vô khá đi khăn vá rách sằng và á nùm thù lăng su phà su phăng. Lô kê á đình năng na đi giá tí tá ma hằng rù mi râm má năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy. Ta gọi bà La Môn. Dù ta đi khăn và ra sáng và anum thu lăng su pha su phăng lô kê a đin năng na đi ya ti ta ma hăng ru mi râm ma năng
Dạ con xin xuống bếp có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Kim Nhung muốn cầm mịch phải không Kim Nhung? Dạ cảm ơn Đạo Mang, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung ra bài chưa Kim Nhung ơi? Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Ồ, đã bài rồi à? Dạ Nhật Quỳnh thấy hình như Kim Nhung muốn cầm mịch mà cầm không được. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh lặng nãy giờ Tâm Phương ơi, lặng hơi sâu không sao. Dạ con xin, dạ còn vị nào trả bài nữa không quý vị? Nhật Quỳnh lặng sâu quá nên Nhật Quỳnh không biết còn vị nào không. Hà trả bài chưa Hà ơi? Alo Hà ơi, trả bài chưa? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Rồi mời Hà nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con tính đẩy cô lên trước vì con chưa mà con chưa có đảnh lễ quý sư. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Yo tha đi khang wa ra sang wa anum thu lang su pha su phang lo ke a din nang na di yat ti tama hang thu mi brahma nang. Con đọc lại câu 1-2. Yo tha đi khang wa ra sang wa anum thu lang su pha su phang. Vô trường âm thông thường thá đoạn âm, đi trường âm thông thường khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm rash trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường. Á đoạn âm nụp là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú đoạn âm pha trường âm thông thường, xú đoạn âm phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo tha đi khang wa ra sang wa a num thu lăng su pha su phần. Câu lô trường âm lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đí đoạn âm, đí giá tí, tá má, năm trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, lý âm brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê a đình năng nà đi giác tí tâm ma hằng tù mi brum ma năng. Con đọc lại. Yô tha đình khẳng qua ra sang qua a nực thù lăng su pha su phần lô kệ a đình nằng nà đi giáp ti ta ma hằng bù mi brầm ma nằng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nghe xong xin kệ. Yo tha đi khang wa ra sang wa
Anup thu lăng su pha su phong Lê kê a tinh năng Na di gia tì ta ma hăng bú mi plâm mò năng. Dạ, con xong rồi, con xin nhường mất lại cho cô nhận. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 409 nè. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Yo tha di khang wa rat sang wa anung thu lang su pha su phang lo ke adin nang na di ya ti ta ma hang bru mi pram ma nang. Yo tha di khang wa rat sang wa anung thu lang su pha su phang lo ke adin nang na di ya ti ta ma hang bru mi pram ma nang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, ras là trường âm nhấn, săng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô tha đi khăn quá rát săn quà á nùng thù lăng xú pha xú phăng. Dạ, ta vào câu số 4. Lô kê á đình năng nà đi. Gia ti ta là đoạn âm, đinh là trường âm nhấp, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, đí, giá, tí là ba đoạn âm. Tá, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê á đình năng nà đi gia tí tá ma hằng rù mi prâm ma năng. Dạ, con xin đọc lại ạ. Vô tha đi khăn quá rát sẵn quà á nung thu lăng su pha su phăng. Lô kê á đình năng nà đi gia tí tá ma hằng rù mi prâm ma năng. Ở đời vật dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô tha đi kháng hoa rát sang hoa a nung thu lắng su pha su phăng. Lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng bru mi prâm ma năng. Yo tha di khang wa rat sang wa anung thu lang su pha su phang. Lo ke adin nang na di ya ti ta ma hang bru mi pram ma nang. Dạ, con đã đọc bài xong, có sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, xà thù kính cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà.
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn Thích Đà Men cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, theo như Kim Nhung mà trực hôm, vị nào chưa đưa tay thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nè. Để Nhật Quỳnh khóa sổ rồi ngồi khóc nha. Nhật Quỳnh lặng nên Nhật Quỳnh không biết vị nào đã trả bài chưa, vị nào chưa trả bài. Vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay. Alo, alo. Vị nào bán cà phê bây giờ có thể ngưng tay bán cà phê để trả bài không? Cô chưa hả? Cô chưa đã chắc rồi, nhưng mà nãy Nhật Quỳnh thấy, dạ, Nhật Quỳnh thấy còn nhiều vị chưa. Dạ, lúc nãy thấy Kim Nhung chắc lên còn nhiều vị chưa trả bài. Dạ, cô bán phê chưa trả bài nè, phải không? Alo, cô nào bán cà phê chưa trả bài? Và còn vị nào chưa trả bài xin mời bàn tay nha, để Nhật Quỳnh khóa sổ. Một hồi là ngài mà đưa tay một cái là Nhật Quỳnh khóa sổ liền. Hoặc ngài đưa bài lên, tại vì lúc nãy ngài nói là ngài sẽ đi xa đó quý vị. Dạ, con không thấy bàn tay ai, con xin trả bài trước ạ. Kính mời đạo tràng nha. Con xin trả bài câu Pháp Cú Kinh số 409. Vô thách đi khăn quá ra sang qua anum tụ lăng su pha su phăng lô cài a định năng na đi giá tích tâm a hằng chu mi râm a năng. Vô thách đi khăn quá ra sang qua anum thu lăng su. Không sai rồi. Giờ tha đi khăn qua ra sang qua anum thu năng su pha su phăng lô kê a đình năng na đi giác tiết tâm a hằng su mi râm a năng. Cho con đọc lại lần nữa. Giờ tha đi khăn qua ra sang qua anum thu năng su pha su phăng lô kê a đình năng na đi giác tiết tâm a hằng su mi râm a năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, á đoạn âm, nâng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, số đoạn âm, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô thách đi khăn qua ra sang qua nâm thụ lăng su pha su phân. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, đi giá tí ma đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê a đình năng na đi gia ti tâm ma hằng su mi râm ma năng. Vô thách đi khăn qua ra sang qua a nâm thụ lăng su pha su phăng lô kê a đình năng na đi gia ti tâm ma hằng su mi râm ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai con cũng thỉnh ngài và đặng chỉ dạy cho con. Con xin được cài ạ. Vô tha đi khăn qua ra sang qua năm thu lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi gia tê tạm ma hăng su mi râm ma năng. Vô tha đi khăn qua ra sang qua năm thu lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng
Na ni ya te ta ma hang su mi ram ma nang. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài tri đức từ bi trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con một lần nữa thành kính lãnh lễ ngài tri đức. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, sa thú lặng thai và con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123. Sa thú, hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. À, Sĩ Ca Hải ha, phân tích trường âm, đoán âm rất là chuẩn. Rồi, đặc biệt hôm nay Thí Tờ Man có một cái giọng kệ cũng quá hay. Vậy mà giấu nghề ha. Hôm nay mới thấy xuất hiện. Quý vị tiến bộ rất là nhiều. Sa thủ, sa thủ. À, thôi thì bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn 409. Câu đầu tiên: Vô thát đi khăn quá rát sang hoa. Câu đầu tiên chúng ta thấy có tất cả là 5 từ ha. Vô tha. Ở đây chúng ta thấy hai từ đi chung với nhau, chữ vô và chữ ý tha. Chữ vô là người nào ha. Ý tha là ở đây. Vô tha tức là ở đây người nào. Đi khăn. Đi khăn do cái từ đi khác. Nó là một tính từ trung tính. Nhưng mà chữ đi khác được chia theo đối cách số ít. Đu tỷ gia quỳ phát tỷ ê cao quá chân á. Cho nên đi khác biến thành đi khăn. Đi khăn có nghĩa là dài. Chữ quá và chữ qua. Đây là một liên từ ha. Một liên từ. Liên từ hay là một nó nối giữa chữ dài và chữ ngắn. Dài và ngắn ha. Tức là chữ rát xăng. Rát xăng do chữ rát xá. Rát xá có nghĩa là ngắn. Mà đi xăng có nghĩa là dài. Đây cũng là những tính từ trung tính và được chia theo đối cách số ít. Đu tỷ gia quỳ phát tỷ ê cao quá chân á. Cho nên chữ quá và chữ qua đó là hai cái liên từ nó nối lại giữa chữ dài và chữ ngắn. Câu số 2. Chữ quá và chữ qua đó là hai liên từ ha. Câu số 2. Anum thù lăng su pha su phần. Anum thù lăng su pha su phần. Câu số 2 chúng ta có được 3 từ. Anum là 1, thù lăng là 2, su pha su phần là 3. Chữ anum do từ anu. Đây cũng là một tính từ trung tính. Và anu này được chia theo đối cách số ít. Đô tì gia quỳ phát tì e cao quá chẳng ha. Biến thành anum. Anum có nghĩa là nhỏ. Anum là nhỏ. Và thu lăng. Thu lăng do cái từ thu lá. Thu lá cũng là một tính từ trung tính. Nó được chia theo đối các số ít. Đô tì gia quỳ phát tì e cao quá chẳng ha. Cho nên thu lá biến thành thu lăng. Thu lăng là lớn. Thu lăng là lớn. Rồi, su pha, su phần. Su pha, su phần do hai từ cộng lại. Tức là su pha cộng với a su pha. Su pha, đây là một tính từ, có nghĩa là đẹp.
Rồi Asupa là bất tịnh, là không đẹp, đẹp và không đẹp. Nhưng mà chữ Asupa được chia theo đối cách suy đu tỷ giá quỷ phát tiê câu quay chẳng há. Cho nên nó biến thành Asupa. Và hai từ cái này cộng lại Supa cộng Asupa thì nó biến thành Supa, Supa. Supa, Supa là đẹp hay xấu, hay là đẹp hay không đẹp, đẹp hay xấu, hay là đẹp hay không đẹp. Rồi câu số 3, lô kê a đình năng na đi gia tị, lô kê a đình năng na đi gia tị. Câu số 3 có 3 từ, lô kê là 1, a đình năng là 2, na đi gia tị là 3. Chữ lô kê do cái từ lô cá, lô cá là một danh từ nam tính akran tapum linga, và chữ lô cá này được chia theo định sở các số ít sát tầm ý vì phát tư dạy câu với trần á, cho nên lô cá biến thành lô kê. Trong thế gian này, trong thế gian này, rồi từ thứ hai á đinh năng, á đinh năng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không, đinh năng do cái từ đinh ná, đinh ná tức là đã cho, đã cho, nó là một cái dạng quá khứ phân từ của căn ngữ đa ná, của cái từ đa ná. Và chữ đinh ná này được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quỷ phát tiên hay câu quay trần á, cho nên chữ đinh ná biến thành đinh năng. Á đinh năng, vật không được cho, vật không được cho. Rồi na đi gia tí, na đi gia tí. Ở đây chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ na, nó đi trước cái động từ đi gia tí. Đi gia tí là lấy hay là cho, do căn ngữ đa. Thì ở đây động từ đi gia tí là tự mình lấy, tự mình lấy. Nhưng mà có chữ ná ở phía trước, nó biến thành na đi giặt tí, na đi giặt tí, tức là không lấy, không lấy, không lấy. Và cái câu cuối cùng thì quá dễ, ta mà hăng pru mít rầm mặt nằm. Như vậy câu Phật hôn 409 cho chúng ta một ý nghĩa. Ở trên thế gian này, người không lấy đi vật không được cho, dù là dài hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, và vị ấy là Bà La Môn. Trong thế gian này, người không lấy đi vật không được cho, dù dài hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu Phật ngôn 409 được Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này: vật kia dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng mà, xấu tốt không lấy không ham, nhưng vật như vậy xứng làm Bà La Môn. Vật kia dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham, nhưng bậc như vậy xứng làm Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu,
phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự tại sao câu Phật ngôn này nghe ngộ ngộ ha. Khi mà Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên thì một cái sự việc xảy ra cho một cái vị tỳ kheo như thế này. Ở trong thành Sawatthi có một vị bà la môn là người tà kiến. Cái vị này cởi cái tròn tống rồi để qua một bên, ngại cái mùi hôi thối bốc lên từ cái tròn tống của mình. Rồi ông ta ngoảnh mặt nhìn về hướng khác. Chính cái đồ mình trang sức ăn mặc hàng ngày mà ăn ở dơ đến nỗi mà coi như cởi ra nghe hôi thối quá, rồi ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, giống như mình quăng bỏ một cái gì của mình. Thì lúc đó có một vị A-la-hán, một vị tỳ kheo, sau khi mà thọ thực xong thì trên con đường đi về chùa Kỳ Viên, thấy cái tròn thẩm đó bỏ qua một bên, rồi ngài mới nhìn xung quanh chẳng thấy ai, ngỡ đó là một bậc vô chủ, suy nghĩ rằng ồ, cái này là của vô chủ, người ta đã quăng bỏ. Chính vì vậy cho nên ngài lượm lên và chú nguyện, đây là cái y phấn tảo, tức là cái loại vải dơ, vải người ta bỏ thế ma, bỏ người ta dơ giấy ta quăng bỏ vậy được. Và ngài cầm lên chú nguyện, cũ người thì mới tá. Và khi đó thì cái ông bà la môn kia đi tìm lại cái tròn tấm của mình, dục đi, nhưng mà rồi đi chỗ khác, rồi bây giờ tới lấy lại. Thì thấy cái vị tỳ kheo này cầm chiếc tròn tấm của mình cầm trên tay, thì ông ta mới tới gần và nhục mạ vị tỳ kheo đó: này cái ông sa môn trọc đầu kia, ông lấy cái tròn tấm của tôi phải không? Thì tỳ kheo đó mới nói rằng: này ông bà la môn, cái này là của ông sao? Đúng, đây là của tôi. Này ông sa môn trọc đầu. Thì vị tỳ kheo đó mới từ tốn nói rằng: vì tôi không thấy chủ, không thấy ai, một cái vật đem quăng bỏ ở bên đường, cho nên tôi mới lượm lấy. Tôi cho rằng đây là những cái đồ dơ người ta quăng bỏ, nếu mà không thì ông hãy lấy lại đi. Rồi vị tỳ kheo đưa lại cho ông bà la môn ấy cái tròn tấm, đi về tỉnh xá. Rồi đến cái chuyện này thảo luận với mấy vị tỳ kheo khác. Khi mà Chư Tăng nghe như vậy á, mới nhạo báng, mới hỏi rằng: này hiền giả, cái tròn tấm ấy dài hay ngắn, tốt hay là xấu? Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời: này chư hiền, cái tròn tấm ấy dài hay là ngắn, tốt hay xấu cũng chỉ là vậy thôi. Vì tôi đâu có tâm ái luyến đến cái tròn tấm đó, tôi chỉ nghĩ đó là miếu vải dơ người ta quăng bỏ. Khi mà nói lên những lời như vậy thì các vị tỳ kheo cùng hàm á nghe và cho rằng cái vị này khoe pháp và công nhận, cho nên đem cái vấn đề này trình lên Đức Phật. Và Đức Thế Tôn vị tỳ kheo đó nói không thật, tuyên bố mình là bậc thượng nhân, có được cái pháp của bậc thượng nhân, cho nên nói rằng ồ, xấu tốt dài ngắn cũng vậy thôi, không có tầm ái luyến với cái tấm vải đó. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng: này chư tỳ kheo, một vị tỳ kheo đã nói lên cái lời chân thật thì đó là những cái bậc vô lậu, những bậc lậu tận, hằng không có cái tâm trộm cắp của người khác, có nghĩa là nghĩ rằng bậc vô chủ cho nên mới nhận. Nhưng mà khi người chủ xuất hiện thì nói rằng sở hữu của người ta thì trả lại, chứ không có cái tâm ái luyến, không có cái sự phân biệt
dài ngắn, tốt xấu. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 409 này. Chúng tôi đưa lại câu Phật ngôn để cho quý vị thấy. Yo tha đi khang wa rat sang wa an num thu lang su pha su phang lo ke din nang na di ya ti tam hang pru mi pram ma nang. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì rất nhiều vị tỳ kheo cùng phàm chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị dược lưu. Trong duyên sự này chúng ta thấy thấy vãi trên đường tăng lượm lên, không ngờ chủ vãi ở kế bên chạy ra đòi lại, sư liền trả, chẳng lấy của người lỡ bỏ quên. Chư tăng mai mỉa ngắn hay dài, lậu tận nào tham chiếm của ai, Phật dạy của không cho không lấy, bà la môn ấy xứng danh thầy. Duyên sự có Phật ngôn 409 chúng tôi đã trình bày xong. Và còn thời gian xin mời đạo tràng thảo luận. Chúng tôi xin phép được rời room. Thích Nhật Quỳnh tới giờ thì cứ đóng cửa ha. Rồi, kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy nha. Dạ, sa thủ thành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con, và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc ngài thượng lộ bình an. Dạ, nắp một thai. Dạ, dạ Nhật Quỳnh chờ không thấy bàn tay của vị nào đưa lên nên Nhật Quỳnh phải đưa tay. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị ở trong đạo tràng đã học rồi. Ngài cũng phân tách tư vấn rồi, cũng học riêng sự rồi. Kính mời bàn tay quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để chia sẻ bài học ngày hôm nay. Quý vị hiểu như thế nào về bài học này? Để còn được 27 phút nữa. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên không? Alo, alo. Đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mến chào Thanh Hòa, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, quý vị có nghe được không? Kim Dung nghe, Thiện Vũ nghe. Dạ, thôi bây giờ có Thiện Vũ, có Kim Dung trước máy. Dạ, kính mời hai bàn tay đánh thủ trì đi. Vị nào đưa bàn tay trước có thể chia sẻ. Muốn nghe băng hả? Wow, muốn nghe băng. Hồi đại man, gì đây, gì chưa giờ hết chạy làm sao đại man? Muốn nghe băng sư tội thành hả? Wow. Vậy đạo tràng phải chờ Nhật Quỳnh một chút ha. Dạ, phải chờ Nhật Quỳnh một chút. Đỡ mất giùm Nhật Quỳnh đi. Dạ, thì Nhật Quỳnh mới câu chia sẻ hả? Còn người khác hả? Rồi, cái máy thì hơi nên chia sẻ trước đi. Dạ, nên chia sẻ được thì còn 26 phút. Nhật Quỳnh cầm mất hết 1 phút rồi quý vị. Dạ, chiếc lá mùa xuân nè. Rồi, sư Pháp Trang chờ Nhật Quỳnh, sợ Nhật Quỳnh mời sư Pháp Trang lên, sư Pháp Trang chạy luôn rồi quý vị. Mời cậu chia sẻ, biết gì chia sẻ giờ, chia sẻ hồi ăn cháo lương chết luôn hả ơi. Nhưng mà để ra Nhật Quỳnh coi cái nick, coi cái nick này còn ở trong rừng không. Chờ Nhật Quỳnh chút nha quý vị. Dạ, quý vị thấy cái nick của mời bàn tay hả? Cái nick của cái gì ta? Cô gì mới mới đó.
Đây. Nhật Quỳnh thấy cái nick Trần Phụng 77, hai chờ cho Nhật Quỳnh chút nha. Dạ, à, Trần Phụng 77 nè. Có nghe không Trần Phụng ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, Trần Phụng có nghe không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, Trần Phụng còn trước máy không? Có nghe được không? Rồi, vậy là không có trước máy rồi. Trần Phụng chừng nào trở lại máy cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Bây giờ mời Xích Hà trước đi. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ. Nam Mô Thầm Mà, dạ. Nam Mô Sân Khà, dạ. Dạ, bây giờ con thấy quý sư mà con cũng thấy mấy cô tư nữ. Dạ, con mời cô Nhật Quỳnh mà cô lại đá qua con. Dạ, thật ra khi mà con học hai cái câu á, cái câu đầu tiên á là một cái câu mà một cái vị đó mắng, có những lời nói, con nghĩ là lời nói của một vị phàm thánh tăng thì lúc nào cũng chân thật nhất, là vị A-la-hán thì do các tiền thân thật khẩu của họ đã nhiều kiếp nhiều đời, thành ra có những lời nói như vậy. Mà nếu mà mình phàm mà mình không cẩn thận thì coi như mình lại tạo ra rất là nhiều cái bất thiện nghiệp, mà cái nghiệp mà đối với cái vị thánh nhân á, thì cái quả nó vô kể, không biết là đi đâu nữa, bốn đường ác đạo là chắc chắn. Thế nên con thấy khi mà học cái này thấy rất là sợ, tại vì thật ra mình không có biết ai phàm ai thánh, thành ra cái đó nó cũng rất nguy hiểm, thành ra mình phải rất cẩn thận. Rồi khi mà học đến cái câu này, con thấy cái khi mà sư ngài giảng về một cái vị Bà La Môn lại đòi và mắng chửi cái vị A La Hán, là con còn cảm thấy cái lòng bi mẫn là chết ông này rồi, ông lại phải đi bốn đường ác đạo, thật là tội. Tại vì khi mà xúc phạm đến một vị thánh nhân, nhất là vị A La Hán, thì cái quả nó thật là vô cùng không biết trả đến khi nào, thì cái đường mà tu nó lại càng đi xuống còn khổ hơn nữa, cái khổ nó càng chồng chất cái khổ nữa, khổ luân hồi chưa trả xong, mà còn cái trả của cái nghiệp mà đã gieo, mà nhất là những cái vị A-la-hán hay những vị thánh nhân. Thì thật ra trên đường tu con thấy mình phải rất là cẩn thận, tại vì thật ra mình không biết ai phàm ai thánh. Rồi ngay cả những người mà họ tu hành giới hạnh trong sạch mà mình không biết, mà mình vô ý có những ý thân hay lời mà mình có thể vô tình hoặc là cố ý mà mình phạm đến, thì cái đường tu mình nó cũng coi bộ nó đi cũng hơi dài, mà đã đang tu, con thấy trên đường tu đã thấy gian nan khó khăn, mà còn phải gặp những cái chướng ngại mà mình vô tình hay là cố ý, mà mình do không có con nghĩ là do si nó đưa đẩy mình, thành ra nó cái đường đi nó vô cùng khó khăn, tu đã khó mà còn gặp những cái việc như vậy mà mình không cố gắng, mình không cẩn thận á, thì thiệt là khổ. Thành ra con khi mà con học cái hai câu này thì đó là cái ý quan trọng nhất mà con nắm từ cái hai câu đó, thì con chỉ có chia sẻ vậy thôi. Cô Nhật Quỳnh, con bàn giao lại cho cô, con mời cô mà cô lại đá mà con. Dạ, con xin trưng mít. Sa thủ Hà chia sẻ ý kiến của mình rất là hay. Và Nhật Quỳnh có cái câu nói Kim Nhung nha, nó quan cho Nhật Quỳnh quá chừng luôn đó. Nhật Quỳnh cầu thủ đá bóng hồi nào đâu mà nói vậy. Nhưng mà bây giờ cái điều mà chắc ăn nhất là mời bàn tay Kim Nhung đi. Trời, coi có phải là Nhật Quỳnh cầu thủ đá bóng không? Kim Nhung ơi, alo, đưa bàn tay lên đi để hồi chạy mất á. Tới giờ là chạy mất tiêu luôn á. Alo, Kim Nhung, đưa bàn tay thử coi phải Nhật Quỳnh là cầu thủ đá bóng không? Rồi, mời Kim Nhung nha. Dạ, em thấy chị đúng là cầu thủ luôn á, mà cầu thủ xuất sắc luôn. Thành ra là khi mà có hữu sự gì á là em thấy chị
truyền qua người này, truyền qua người kia và truyền rất là hiệu quả. Nên là em nói chị là cầu thủ đá bóng xuất sắc ạ. Dạ, về còn về cái câu Phật ngôn này thì em thấy như vậy là rõ ràng rồi. Mình cũng hiểu khi mà mình lấy cái vật gì mà của dù nó là lớn nhỏ đẹp xấu gì đó mà người ta không cho thì mình không nên lấy, vì mình lấy thì mình cái phạm vô cái ngũ giới, mà khi mà mình phạm ngũ giới thì khi mình chết là mình đi xuống bốn đường ác đạo là cái chắc chắn. Nên là những cái chuyện như vậy thì em mình cũng hiểu rồi, thì cái câu Phật ngôn này em thấy là nó cũng tương đối rõ ràng, là đối với em là em thấy mình cũng không nên như vậy. Nhưng mà cái đó là mình lấy là lấy ở trên cái thân thôi, nhưng mà nhiều khi ở trong cái ý của mình á, thì nhiều khi mình thấy một cái vật gì mình cũng còn ham thích, tức là mình ham thích, mình cũng muốn có cái đó, mặc dù mình chưa lấy bằng thân, nhưng mà cái ý của mình cũng đã muốn như vậy rồi, thì cái ý của mình cũng đã muốn lấy, thì mình nên tu tập thêm cái phần này. Những cái vật gì thì nghe các sư giảng là mình thấy chỉ là thấy thôi, cảnh tất cả mọi vật chỉ là cảnh sắc, mà thật sự ra thì nó cũng rất là khó để nhận biết được cái điều đó. Thế nên là mình cũng cần phải tu tập thêm. Ý em là như vậy. Câu này thì em thấy là rất là hay. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn hay đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy. Ta gọi Bà La Môn. Mình thì mình không thể nào mình nói là mình là một vị Bà La Môn nếu mình không lấy những cái vật của người khác, khi không cho thì mình không lấy. Nhưng mà khi mà mình thực hiện cái điều là mình không lấy bất cứ cái gì của ai, thì cái tâm mình sẽ nhẹ nhàng, mình sẽ thanh thản, mình không có bị áy náy điều gì hết. Thì với em là như vậy. Dạ em xin xuống mic nghe chị. Em cũng không biết chia sẻ gì hơn ở trong câu này ạ. Dạ kính mời Giang Nhật Hạ đi. Dạ em xin xuống mic ạ. Dạ xà thủ ai cũng nói, không biết nói gì hết. Nhưng mà Nhật Quỳnh nghe ai nói cũng hay hết. Hay là có nghĩa chính xác trong cái câu Phật ngôn là hay. Để Nhật Quỳnh nói cho quý vị nghe, có một vị nói Nhật Quỳnh gì nè. Cô Nhật Quỳnh biết không? Mình không thể nói cái vị sư đó nói hay hay không hay. Nhưng mà theo sư biết á, là một vị mà người ta ghi mấy cái câu Phật ngôn trong cái quạt thôi, người ta nhìn vô vào đó người ta để nói cũng là hay. Có nghĩa là sao? Nói trong câu Phật ngôn, nói lời Phật dạy là hay. Vậy đó Hồng Nhung, Kim Nhung. Đó là Nhật Quỳnh nghe một vị sư nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ là hay nhất á, là Quỳnh Giang Nhật Hà đưa bàn tay của mình lên đi. Đây là bóng kiền, giờ không phải mít nữa mà bóng kiền. Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh biết Giang Nhật Hà đang có chiếc máy nè. Bây giờ cầm mình tay lên, cầm mít đi. Cái này là bóng kiền nha, ngoài Giang Nhật Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cô mời con cầm chứ con cũng không biết nói gì hết cô. Cái câu duyên sự này thì sư cũng đã giảng rồi, sư cũng kể cho mọi người nghe rồi, con thấy rất là hay. Nhưng mà đối với con thì con cũng không nghe kể thì để mình nhớ cái duyên sự, nhưng mà theo con thì con có cái ý thì con chỉ là nhắc con nhớ lại cái giới thứ hai mà thường mỗi ngày mình hay đọc á, cái Adinadana, thì nó làm cho con nhớ về cái đó hơn. Thì mình không có nên trộm cắp, thì cái giới nó giống như là nó có những cái năm cái chi, mình không có những cái vật mà có chủ, về biết cái vật đó có chủ, và cái sự trộm cắp, và mình ráng sức mình trộm cắp, và mình đã ráng sức và trộm cắp cái vật ấy,
Thì nếu mà mình phạm đủ hết cái đó thì là mình phạm vào cái giới trộm cắp. Dạ con thì chỉ nhớ có chút xíu thôi. Con có thể mời quý vị khác lên chia sẻ thêm để mình có thể mình cùng nhau chia sẻ và học hỏi lẫn nhau giống như lời sư dặn. Dạ con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Xa thủ Minh Giang Nhật Hà, công nhận Kim Nhung ngày cứ đá tiếp rồi sao. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Trần Phụng 77 tuổi này có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Alo alo. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Alo alo, Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Bình mà thầy học biết mà Nhật Bình biết thế nào cũng Kim Nhung cũng sắp sửa đi mà. Alo alo, Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có một chút xíu Nhật Quỳnh muốn tâm sự với Trần Phụng nè. Trần Phụng đâu rồi? Không thấy thằng hơi gì hết. Chặt treo áo rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Hồng Mai ơi, Hồng Mai có trước máy không? Thấy không, mình vòng vòng là mình đã 17 phút rồi còn, quý vị. Còn có 13 phút nữa thôi. Mỗi người chia sẻ một tí xíu thôi là vài phút thôi là đạo tràng mình học hỏi được những ý kiến mỗi người con thấy hay. Dạ xích không ai có trước máy không? Alo alo. Rồi giữ luôn ha, Kim Nhung lên ngựa nhảy luôn ha. Alo alo, Hồng Mai có trước máy không? Chúc Kim Nhung thượng lộ bình an nha. Rồi mời Hồng Mai nha. Bữa nay học hiểu cái câu pháp cú ngày hôm nay như thế nào. Dạ mời Hồng Mai. Dạ chị theo em á thì qua cái câu pháp cú này như các bạn Kim Nhung đã nói, như Văn Nhật Hà đã nói là những cái vật mà không phải của mình giàu nhỏ thì mình cũng đừng có nảy lòng tham, nảy lòng dính mắc vào cái vật đó, và chúng ta cũng phải chú ý thật nhiều về các giới mà chúng ta cần phải giữ, nhất là giới không trộm cắp. Như các bạn nói là có những cái vị A-la-hán đắc giữ giới tốt mà mình không biết được, cho nên trong cái vấn đề mà giao tiếp thì mình cũng phải nên thận trọng, phải suy nghĩ trước khi mà nói ra, đừng có khi mà mình muốn nói cái gì á, thì mình phải quán cái tâm mình xem mình cái tâm đang ở trong trạng thái sân hay là trong trạng thái quân bình, và nói với những cái việc như vậy có được hay không, có đúng hay là không, để mình không có vô ý mà phạm đến cái người đối diện, và để mà lỡ như gặp vị ấy giữ giới tốt và vị ấy có thể là một vị thánh tăng thì mình không có phạm trọng tội. Nhất là bây giờ là trong cái quá trình mình tu tập thì mình cũng nên thu thúc lục căn, lúc nào cũng phải quán xem như vậy những cái việc làm, những cái lời nói của mình có đúng hay không, có hợp thời hay không, và hạn chế mức tốt nhất để không phạm các điều giới, để giữ cái giới cho nó được trong được tốt, để mà giúp cho mình có một cái nền tảng trong cái việc tu tập thiền. Và qua những cái lời cái câu châm ngôn này thì lúc nào cũng nên cẩn thận, không nên không làm nghĩ gì, làm ý nghĩ gì mà nói nó đó, hoặc là phản ứng liền thì khi nó phạm phải cái lỗi mà mình không biết, có thể cái lỗi đó sẽ làm cho mình mang nghiệp. Dạ theo cái sự suy nghĩ tiến cận của em là như vậy. Còn có vị nào có ý kiến gì khác dạ xin mời lên ạ. Dạ còn em xin xuống mic chị Quỳnh hơn, em hết ý rồi. Xà thủ cảm ơn hôm nay rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh đang tính mời Xích Kim chạy mất tiêu rồi. Dạ mến chào ba ông thần.
vừa vào đạo tràng, ba ông thần có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, ba ông thần có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, ba ông thần ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Không thấy tín hiệu gì hết, sao kỳ vậy? À, dạ, con nghe Nhân Dũng gì? Đừng bắt con cầm ít hả? Thôi, cái chuyện này chắc không đừng được rồi đó nha. À, chuyện này không đừng được đâu. À, tại vì bây giờ thì Ngài Trí Đức rời rung rồi, Ngài có việc đi xa, nên Ngài rời rung rồi. Nên là có ba ông thần vô mà biểu không cầm ít, cái chuyện này là hình như không được rồi. Nhưng mà đều ngồi đó đi. Bó tay hả? Dạ, ngồi đi, ngồi đó nghe chút xíu đi, rồi thì Nhật Quỳnh sẽ tính sổ ra. Thấy Nhật Quỳnh thấy nãy giờ nè xích viên có trước máy không? Viên vô nãy giờ ngồi im tre nè. Xích viên ơi, có trước máy không hay là mắt thôi làm giàu? Alo, xích viên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho một tín hiệu hay đi công việc. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà có ở gần xích viên không? Thọc lát một cái coi đi đâu lo làm giàu rồi không thấy nhúc nhích gì hết vậy. Quỳnh Giang Nhật Hà đang kiếm tiền à? Hay rồi, biết mà, ngồi em ru là biết đang kiếm tiền rồi. Thôi cứ ngồi đó kiếm tiền ngồi đi. Dạ. À, bây giờ Nhật Quỳnh mời ba ông thần nha. Nhật Quỳnh bớt cái bài ra. Trước nhất ba ông thần lên đọc bài. Muốn đọc tiếng Mắt, tiếng Huế gì đó thì tùy. Xong rồi thì theo như mà ba ông thần coi cái câu pháp cú này Đức Phật dạy gì. Rồi mời bằng tay ba ông thần nha. Không biết ông nào, ông Địa hay ông Thần Tài, ha, ông Táo nói chuyện đây. Dạ mời. Hello, hello, mọi người nghe con không? Hello, trước hết con xin đảnh lễ quý sư ông Ban Thị Nghệ Trung Hương. Con kính là sư ông từ rồi, cô nói con nghe. Và sau đó con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý cô chú và anh chị. Đáng lý ra là con vô là con phải gọi thiết xác là con chào, nhưng mà cái điện thoại của con nó nhỏ xíu, con phải bỏ cái contact lens cho con mới thấy được cái microphone. Và con vô chắc cũng đúng lúc nghe luôn á cô. Con nói là cô đừng có kêu lên mic. Mà con thì rất là ngại là con khi mà bị kêu mà con không có lên thì con lại sợ phụ lòng. Mà con lên đó để con xin cô cho con cái bài lại thì con mới có đọc được. Yeah. Con cái điện thoại, cái iPhone con cũng tí xíu luôn. Dạ, con thấy rồi. Sau đây con xin đọc bằng tiếng Bali. Yo thả đi găng quá rát sân án nhung thù lăng xúc phong. Yeah. Nô kê á trinh năng na tí giá tí tâm ma hằng pro mi pram ma năng. Con xin đọc lại một lần nữa. Nô thả đi găng quá rát sân á nung thù lăng xúc phà xúc phân. Nô kê á trinh năng na tí giá tí ma hằng pro mi pram ma năng.
con đọc được hai lần rồi, thưa cô, nếu cô chú mới có, con có sai nào thét lên chỉ dành cho con. Và sau đây con xin đọc lời dịch, đây là sở trường của con. Đấy. Con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu theo giọng Huế. Alo, alo, mọi người có nghe con không ạ? Dạ, con tưởng đâu là con là mono conversation một mình rồi. Dạ, con cảm ơn chị Thương Vũ, cô Hòa nha. Thiện Vũ, dạ, con gái của ông chồng đó, Thiện Vũ. Dạ, con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu theo giọng Huế ạ. Ở đời Phật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Dạ, con hiểu sơ sơ. Bây giờ con xin đọc theo giọng tiếng Quảng Nam nha. Con mong là các cô chú nào mà chưa có nghe tiếng Quảng Nam bao giờ thì ông mong là sẽ dòm theo cái text chat thì sẽ phân biệt được cái giọng Quảng Nam nói như thế nào. Ở đời vật dừa ngén, nhỏ lớn đẹp ha sáo, phồn không cho không lái, to gọa bò lo mâu. Đấy, có cô chú nào không hiểu chữ nào thì hỏi con giải thích lại. Để con xin đọc lại lần nữa giọng Quảng Nam. Ở đời vật dừa ngén, nhỏ lớn đẹp ha sáo, phồn không cho không lái, to gùa bò la mâu. Đó là giọng Quảng Nam rất là chân chất quê hương của con. Và con xin đọc lời dịch của sư ông Giới Đức. Là con rất thích cái lời dịch của sư ông Giới Đức, nó có vẻ thơ văn lắm. Vật kia dù ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, sổ tủ không lấy không ham, nhưng bậc như vậy xin làm lá môn. Và sư ông không có nói chữ bà là tại vì nó không có xứng cái vần của câu thứ 8 vì thơ Lục Bát. Con đọc lại một lần nữa. Vật kia dù ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ái chẳng màng, sổ tủ không lấy không ham, những bậc như vậy xứng làm lá muôn. Đó là giọng Huế của sư ông Giới Đức. Và con xin đọc bài thơ Lục Bát này theo giọng Quảng Nam. Quý cô chú lắng nghe nha. Con sẽ kéo dài cho nó hết giờ. Để con không biết nói gì thì nói là cái sở đoản của con. Còn đọc cái này là sở trường của con. Có cô và có cô người vợ. Con đọc tiếng Quảng Nam, cô nghe con đọc đúng hay sai nha. Quả nó cũng có nhiều lắm. Quảng Nam ở người Đà Nẵng là đọc khác, nên người trong Quảng Nam, Hội An đọc khác, mà trong quê đó là đọc khác. Còn người như là Quảng khác và còn khác nữa đó. Vật kia không phải. Vật kia giàu nghén hai giờ, dạo to hai nhỏ, của ơ chẹn bòn, sáu tấu không lấy không hôm, những bậc như vậy xứng lòm loa mâu. Đó là giọng Quảng Nam. Thực sự ra là con không có ý chế giọng cho thực, con là gốc từ Quảng Nam, cho nên đó là con ở đây mà con đi phố mà con thấy mấy bà mà bán mấy cái rau hành mà nói giọng Quảng Nam á, là tự nhiên con có một cái gì xúc động lắm là con mua hết luôn. Cho nên là con rất yêu giọng Quảng Nam vì con là sinh ra và lớn lên ở đó. Còn giọng Huế là tại vì con lớn lên ở trại mồ côi tại Huế. Còn con qua đây với giọng của con là con phải phát âm đúng cái giọng tiếng Việt Nam thôi. Con không biết con giọng gì luôn. Đó, chứ con không có ý là nhại tiếng làm bộ rồi gì nữa. Con có một cái ý cái hay dạ. Và sau đây thì con nói sao hình như là con thì những cái từ ngữ về Phật Pháp thì con không có nhiều, nhưng mà con có thể hiểu những cái gì những cái Phật Pháp nó qua bằng cái ngôn ngữ rất là đời ở ngoài, thì con nghĩ là
cái câu này á, cái câu này là con nghĩ là Đức Phật nhấn mạnh về cái giới trộm cắp á, thì đúng không? Thì con nghĩ là như vậy, con không biết con nghĩ đúng hay sai, cái này là theo con nghĩ thôi nha. Thì ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Có nghĩa là những vật gì mà của không không phải của mình là mình không có lấy. Cái này là nói về cái giới cái giới trộm cắp đó. Con nghĩ là như vậy, cái gì như trong cái giới trộm cắp, mình có năm chi là vật có chủ giữ gìn, là mình biết rằng cái vật đó có chủ giữ gìn, rồi mình có ý là mình tính trộm cắp, rồi mình ráng sức trộm cắp, rồi mình trộm cắp được. Đó là bởi ráng sức ấy, là mình khi mà con đọc cái câu này thì con nhớ tới năm cái chi của giới trộm cắp trong cái ngũ giới của người Phật tử mình. Thế con thì con nghĩ như vậy, con không biết đúng hay không. Dạ. Để nói gì nhưng mà con nói con nghe nha. Con thấy ở bên Úc này nè, một tháng có một lần khao xô là những cái người mà chính quyền địa phương đó, là họ có thu cái tiền của mình, là đóng cái tiền để họ dọn dẹp trong khu phố đó. Thì họ cho mình ví dụ như là hình như là một tháng một lần mình có quyền bỏ tất cả mọi thứ ra đường, mà nếu mình không xài, ví dụ như tủ lạnh mà cũ rồi mình mua cái mới, cái mình để ra đường. Rồi con có hai người bạn cùng là sinh viên, cùng là cái thời mà đường đi lên đỉnh Olympia đó, là đi qua Úc và họ làm giàu trở thành triệu phú, là họ đi gót nhặt những cái đồ mà bên lề đường rồi về sửa chữa lại và bán lại cho những cái sinh viên mà cũng mới qua Úc học đó. Rồi sinh viên mà họ học xong, họ tốt nghiệp, họ đi về nước thì họ cũng lại họ mua rất là rẻ, xong rồi họ vừa sửa lại, họ bán cho cái nhóm sinh viên mới mà trong khoảng chừng con qua đây là con phải làm việc vất vả, chứ còn bạn con thì nó cũng làm việc được vất vả, nhưng mà làm công việc như vậy đó hả, vừa có công ty mà vừa làm việc như vậy mà thành triệu phú đó thưa cô. Cho nên đó là cái đồ ở bên này là ai để ngoài đường là mình có quyền lấy. Cái ngày đó là họ cứ chạy cái xe tải là họ lộn. Cho nên cái là thời của Đức Phật đó, thì là mình họ không ai cho, không ai biểu, cứ thấy đồ không phải của mình là không được lấy. Còn bây giờ là cứ thấy để ngoài đường là mình có quyền lộn hết, đem về làm giàu đó. Đó là cái ý của con. Con nghĩ là hết giờ rồi phải không thưa cô? Cô cho con dấu hiệu. Của chị Christina hay đó, Phật tử sống trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, Phật tử sống thị xã để vững bước trên đường đạo. Cái này hơi khó. Là mình cũng như trong cái giới là cố ý tránh xa, tức là mình cố ý. Yeah. Giới trộm cắp thì có thể giữ được, giới sát sanh thì có thể giữ được, giới uống rượu có thể giữ được, giới tà dâm cũng có thể giữ được, nhưng mà nó đừng có đụng chạm tới cảm xúc. Nhưng mà cái giới nói dối là rất là khó giữ đó, khó giữ lắm đó, con à. Dạ, dạ, khó giữ lắm luôn đó. Dạ, cho nên đó là con chỉ có ý là thôi, một bữa nay con thấy không có sư ông á con à. Con thì chỉ có muốn vô vui làm vui vẻ, hay là làm vui lại cái rương một chút khi các cô chú rất là trang nghiêm, thì con muốn có một cái gì đó nó vui vui đó. Chứ còn con nó mà nói mà biểu con nói thì con không có nói cái gì hay đó. Con nói giả bẹt, sợ rõ của con là nói. Dạ. Bây giờ con nói xong rồi đó, bây giờ con thấy hết giờ rồi, con nhường mất lại cho cô và con hẹn cái ngày hôm sau. Con cố gắng thu xếp cái thời gian là làm việc xong con chạy vô. Yeah. Con kính tạm biệt quý sư ông, quý bà, quý cô tu nữ và quý cô chú. Sa thú kính cảm ơn bà ông thần. Không biết bữa nay ông nào nói, ông Địa hay ông Thần Tài hay ông Táo vậy, cho Nhật Quỳnh biết đi. Nhưng mà chắc ăn Nhật Quỳnh tặng ba cái bắp.
Tại ba ông thần này thích ăn bắp lắm, nên là tặng ba trái bắp, ông nào ăn bắp cũng được hết. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhục Bình thật sự rằng rất cảm ơn Đạo Tràng đã chia sẻ thời gian còn lại ở trong room, mà bây giờ chẳng những hết giờ mà còn quá giờ luôn nữa, nên không biết ngài còn ở trước máy không. Nếu ngài còn trước máy vậy, ngày mai là coi chừng Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương đó quý vị. Nhưng mà nhiều khi ngài đang bận hoặc là ngài ngồi trên xe về, ngài không nói tới, nhưng mà tội còn treo đó, mà đã lỡ 6 phút rồi. Nhưng mà thực sự mà nói thì qua câu Phật ngôn này, qua những ý quý vị chia sẻ đó, Nhật Quỳnh rút ra được một cái kinh nghiệm là mình cẩn thận từ cái hành động và tới ý nghĩ và lời nói của mình là cái điều tốt nhất cho mình. Mình đụng tới cha, tới mẹ, tới Đức Phật và tới vị A-la-hán là mình đụng tới lửa. Nếu mà mình đụng tới lửa thì mình khổ dài dài. Và nên là mình cẩn thận là cái điều tốt nhất thôi. Như mình rút ra một cái kinh nghiệm là phải cẩn thận là tốt nhất. Dạ, bây giờ thì kính mời Đạo Tràng cùng với Nhật Bình hồi hướng phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, nhờ chúng con học pháp kệ kinh và thính pháp. Chúng con kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Pháp Lưng, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm duyên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân nipanas sabat chayo ho tu. Y đăng huynh nhân nipanas sabat chayo ho tu. Y đăng huynh nhân nipanas sabat chayo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, tại vì quá giờ rồi nên con xin phép được không có để bài kệ kinh. Dạ, con xin phép được xuống mít và xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.